Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thời tiết cuối cùng trong ngày hôm nay 29 tháng 1 của kênh VTC14. Ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục quá trình di chuyển ra phía đông và suy yếu. Đới gió chuyển dần về phía đông nam đã cung cấp một lực ẩm khá lớn khiến cho lượng sương mù xuất hiện dày đặc tại các tỉnh miền Bắc, gây cản trở tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông. Riêng khu vực phía đông bắc bộ còn có mưa nhỏ và mưa phùn vào sáng sớm khiến cho đường trơn trượt. Đến trưa và chiều, mưa nhỏ mưa phùn có giảm đi đôi chút nhưng trời vẫn nhiều mây và nền nhiệt chỉ tăng nhẹ khoảng 1 độ. Không khí lạnh suy yếu và mưa ở miền Trung đã giảm cả về diện và lượng, chỉ còn có mưa nhỏ dài rác tập trung chủ yếu ở khu vực Trung Trung Bộ. Tuy trời còn nhiều mây nhưng nền nhiệt của miền Trung cũng đã tăng lên khoảng 1 độ so với 24 giờ trước. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít thay đổi, ban ngày trời nắng và nền nhiệt độ duy trì mức cao. Sang ngày mai, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000m, ở phía Tây đang có xu hướng dịch dần sang phía Đông, nên thời tiết của khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác. Trước tiên thì ở khu vực phía Tây, sau đó mưa sẽ lan dần sang phía Đông. Đặc biệt tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc, lượng mưa còn tương đối khá nên sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình lưu thông của người dân địa phương. Mặc dù trời có mưa nhưng do không khí lạnh suy yếu nên nền nhiệt tại Bắc Bộ không biến đổi quá nhiều. Tại giải đất miền Trung, trong khi phần phía Bắc trời còn khá nhiều mây và có sương mù vào buổi sáng, thì ở phần phía Nam thời tiết khá là khô giáo. Nhìn chung nền nhiệt độ trên toàn khu vực đều tăng nhẹ. Đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất giao động từ 19 cho đến 24 độ. Tại khu vực Nam Trung Bộ thì nhiệt độ trưa chiều sẽ mức từ 25 đến 30 độ. Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, nền nhiệt không có sự biến đổi như ở các tỉnh phía Bắc. Thời gian nắng trong ngày còn khá cao và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 đến 30 độ ở các tỉnh Tây Nguyên. Riêng khu vực Nam Bộ thì nền nhiệt vẫn ở mức cao nhất trên phạm vi cả nước, với mức nhiệt ban ngày phổ biến trên 31 độ. Một số nơi ở miền Đông có nhiệt độ lên sấp xỉ là 34 độ, trời khá oi nóng. Tiếp theo là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong 24 giờ tới. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ phổ biến nhiều mây, ngày có mưa và mưa rào trời rét, với nhiệt độ cao nhất từ 18 cho tới 21 độ, có nơi từ 22 đến 24 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 cho đến 18 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ duy trì nhiều mây, có mưa ở vài nơi, chiều tối có mưa và mưa rào rải rác trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 cho đến 21 độ và thấp nhất là khoảng 15 đến 18 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, sáng có mưa nhỏ và sương mù, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 cho đến 20 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 đến 18 độ. Tại khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ và sương mù, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 cho đến 22 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 16 đến 18 độ. Xưa xuống khu vực Trung Trung Bộ, tại đây mây thay đổi có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, phía Nam là từ 25 đến 28 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 19 đến 21 độ, phía Nam là từ 22 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 27 cho tới 30 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ban ngày trời nắng với gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ và thấp nhất là khoảng 16 đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ban ngày trời nắng với gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ và thấp nhất là khoảng 21 đến 24 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ban ngày trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Chuyển sang khu vực Biển Đông, trên toàn khu vực này thời tiết phổ biến tạnh giáo ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Tuy nhiên do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên khu vực Bắc Biển Đông còn có gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 6, giật trên cấp 6 gây biển động. Xu hướng trong hai ngày tới cường độ và hướng gió tại khu vực sẽ còn được duy trì, sau đó gió sẽ chuyển hướng đông bắc đến đông và hoạt động giảm dần chỉ còn ở mức cấp 5. Còn khu vực giữa và Nam Biển Đông thì duy trì đối gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động nhẹ. Cụ thể, tại khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6 biển động. Nhiệt độ trong ngày phổ biến quanh mức 27, 24 cho đến 27 độ. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 biển động. Nhiệt độ ngày đêm phổ biến từ 25 đến 29 độ. Bản tin thời tiết cuối ngày đến đây là kết thúc. Chúc quý vị và các bạn có một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết ngày mai của chúng tôi.